nóng mắt vì thấy ô tô đỗ trước cửa nhà mình. Người đàn ông có hành động thiếu kiềm chế dẫn đến nguy cơ phải đền bù thiệt hại lớn, bị phạt tiền, thậm chí đi tù. Hiện nay, không hiếm trường hợp tài xế thiếu ý thức đỗ ô tô phía trước hoặc chắn trước cửa ra vào nhà người khác. Thế nhưng, người trong nhà cần bình tĩnh khi rơi vào tình huống tương tự, tránh hành động thiếu kiềm chế dẫn đến nguy cơ phải đền bù thiệt hại lớn, bị phạt tiền, thậm chí đi tù như người đàn ông trong đoạn clip dưới đây. Mới đây, dân mạng đang xôn xao vì clip người đàn ông mặc quần short, áo vàng cầm gậy đập phá ô tô màu đen đỗ trước nhà mình. Không chỉ đập tan nát kính phía sau ô tô, ông ta còn phang vào đuôi xe. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông tiếp tục cầm gậy đập bể hai gương chiếu hậu ô tô. Thay vì nhắc nhở tài xế điều khiển ô tô ra khỏi khu vực phía trước nhà mình, người đàn ông thực hiện hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác để rồi có nguy cơ phải đền bù thiệt hại không nhỏ, bị phạt tiền, thậm chí đi tù. Các hành vi như sơn, vẽ, cạo sơn ô tô hoặc đập kính, phá gương, chọc lốp, nếu làm hư hỏng xe thì không chỉ phải bồi thường thiệt hại, mà còn bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng do thực hiện hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 15 Nghị định 167 năm 2013 trên NDCP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nếu thiệt hại nặng, người thực hiện hành vi còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm khi gây thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc bị kết án về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại điều 178 Bộ luật hình sự. Ngoài hình phạt chính ở trên, người phạm tội còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung với mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, các bạn hãy cho mình một like, bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ Neo TV nhé. Bye bye.